Chúng tôi đang quay trở lại cùng với Cà phê Ngày Mới được phát sóng trực tiếp từ trường quay của kênh VTC9 vào buổi sáng và sẽ được phát lại vào buổi chiều để cho quý vị các bạn có thể tiếp tục cập nhật nếu mà bỏ lỡ chương trình buổi sáng. Ở khung giờ thứ hai chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với phần điểm báo với những thông tin thời sự quan trọng của các đồng nghiệp chúng tôi đề cập tới và sẽ có rất nhiều thông tin liên quan đến chính sách điều hành của chính phủ và nhà nước, và chị Trịnh Vân Anh đã sẵn sàng với bài báo đầu tiên. Xin mời chị. Cảm ơn anh Lê Thắng, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin có liên quan tới xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Từ giai đoạn đổi mới đến nay thì xuất khẩu hàng hóa luôn là động lực quan trọng của đất nước, với tốc độ tăng trung bình là gần 15% một năm. Do đó, các chính sách cho doanh nghiệp xuất khẩu cần so sánh và tiệm cận với các quốc gia tương đồng. Đó là kiến nghị của các doanh nghiệp, ngành hàng hiện đang chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn của Việt Nam. Báo Pháp luật Việt Nam trên trang 9 có bài viết "Doanh nghiệp xuất khẩu cần thêm trợ lực". Theo các doanh nghiệp hiệp hội, hiện nay thế giới đang có nhiều thay đổi, các quốc gia cũng đang tìm mọi cách để phục hồi kinh tế nên các chính sách phát triển cũng mở hơn. Do đó, Việt Nam cần phải nhìn sang các nước để từ đó thích ứng và có những chính sách phù hợp. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex cho rằng cần tiếp cận chính sách tiền tệ theo phương pháp so sánh và đối chiếu với các quốc gia cạnh tranh khác để xem xét ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngành. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cũng vừa có văn bản kiến nghị xem xét giữ nguyên mức thuế giá trị gia tăng cho dịch vụ xuất khẩu để đảm bảo sự công bằng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. VASEP thông tin, tại khoản 1 điều 9 của dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, tất cả các dịch vụ xuất khẩu sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng 10%, ngoại trừ một số dịch vụ được quy định chi tiết tại khoản này. Quy định trên chưa hợp lý bởi theo thông lệ quốc tế, các quốc gia khác đều áp thuế suất là 0% cho dịch vụ xuất khẩu và cho phép doanh nghiệp được hoàn thuế đầu vào. Đồng thời, các nước này thường áp dụng nguyên tắc doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm. Các cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, văn bản của VASEP nêu. Có thể thấy chính sách phù hợp và hợp lý đó chính là một trong những trợ lực để cho doanh nghiệp xuất khẩu phát triển. Tuy nhiên, những chính sách của chúng ta cũng đang phải gặp rất là nhiều những cái phản ứng của nhiều người bởi vì là nó không phù hợp, nó không hợp lý, cụ thể là những chính sách liên quan đến thị trường lao động. Mặc dù đã có những văn bản hướng dẫn đối với rất nhiều doanh nghiệp nhưng vẫn gặp khó trong việc thực hiện các thủ tục về tuyển dụng và quản lý đối với người lao động nước ngoài. Và bài viết trên trang 1 và trang 6 của bài Đại Đoàn Kết đã có nhan đề là "Thu hút lao động nước ngoài, gỡ vướng rào cản chính sách" sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này. Cùng với lực lượng lao động là người Việt Nam thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã góp phần đáp ứng được nguồn nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm quản lý điều hành, kỹ năng làm việc chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế và đóng góp đáng kể về hiệu quả năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến hết năm 2023, tổng số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoảng gần 137.000 người. Thực tế, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thì chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2023 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân và nước ngoài. Theo đánh giá của các địa phương và các doanh nghiệp, Nghị định số 70 đã có nhiều điểm mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc thuê và sử dụng lao động người nước ngoài tại Việt Nam. Mặc dù về mặt thủ tục thì đã thông thoáng hơn, song tại buổi đối thoại giữa ngành Lao động Thương binh và Xã hội với các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài, nhiều doanh nghiệp cho biết quy trình về tuyển dụng người lao động nước ngoài hiện vẫn còn mang tính hình thức, rườm ra, phức tạp, gây khó khăn và lãng phí cho cả doanh nghiệp và cơ quan thực thi. Nghị định 70 có nhiều điểm mới, thay đổi so với trước, do vậy thời gian đầu sẽ có những lúng túng. Do đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tập trung trong việc tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo việc thực hiện cấp giấy phép phải thông thoáng hơn và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, góp phần triển khai thực hiện tốt chính sách tuyển, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam để hỗ trợ cho doanh nghiệp có đủ lao động trình độ cao ở vị trí quan trọng. Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định như vậy trong bài báo này. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ điểm này có thể tìm đọc trên trang 1 và trang 6 báo Đại Đoàn Kết số ra ngày hôm nay trong tiểu mục tiêu điểm. Đến với những thông tin đáng chú ý khác trên các trang báo số ra vào sáng ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất chính phủ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng hỗ trợ 8 dự án BOT gặp khó khăn do thay đổi chính sách hoặc là bị người dân phản đối. Bài viết trên trang 3 của báo Đại Đoàn Kết đề xuất bố trí hơn 10.000 tỷ đồng xử lý 8 dự án BOT thua lỗ. Đây là lần thứ 3 Bộ Giao thông Vận tải đưa ra hướng xử lý các dự án BOT được đầu tư xây dựng giai đoạn trước năm 2015 với kiến nghị trích hơn 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2023 để thực hiện. Trường hợp không thể cân đối, Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn để xử lý. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nếu không có giải pháp xử lý dứt điểm, tồn tại của các dự án BOT sẽ ảnh hưởng tới môi trường thu hút đầu tư, đặc biệt là khó thu hút nguồn lực xã hội theo phương thức đối tác công tư PPP, ảnh hưởng mục tiêu hết năm 2030, cả nước có khoảng 5.000 km cao tốc trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp. Cùng với đó, các dự án không được tháo gỡ sẽ tác động lớn tới doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức tín dụng. Doanh nghiệp có doanh thu không đủ bù đắp chi phí khai thác, bảo trì tuyến đường, không thể thanh toán lãi vay, nên các khoản vay tín dụng chuyển thành nợ xấu, ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại câu chuyện của ngành điện khi mà chuẩn bị bước vào mùa hè. Chúng ta đều nhớ là mùa hè năm ngoái tình trạng thiếu điện xảy ra ở tại khu vực miền Bắc và cũng đã một cái hồi chuông cảnh báo đâu đó vào khoảng giữa tháng 5 tháng 6 để lại rất nhiều ảnh hưởng đối với nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một số khu công nghiệp thời điểm đó đã cắt điện có báo trước với tần suất là từ 1 cho đến 2 lần mỗi tuần. Và mùa khô năm nay thì cũng đang đến gần, cụ thể là đang đến với khu vực miền Nam rồi. Và nỗi lo thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng lại thường trực, khiến cho không chỉ doanh nghiệp và người dân rất lo lắng. Và cái lo lắng này cũng đã được thể hiện trong bài báo trên trang 1 trang 3 của Báo Lao động với nhan đề là không để khát điện mùa khô và khát điện trong ngoặc kép, thưa quý vị. Ông Phạm Thanh Tùng, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn La Vi lo lắng thiếu điện sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, ông cho rằng thời gian qua, công ty ông thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị để tránh thất thoát điện năng. Để tiết kiệm điện, tại công ty chúng tôi, hệ thống chiếu sáng công cộng đã mở trễ hơn 30 phút và tắt sớm hơn 30 phút so với trước kia. Đến tháng sau thì sẽ mở trễ và tắt sớm hơn 1 tiếng, còn hệ thống quảng cáo thì tắt sau 22 giờ đêm. Trong cuộc họp gần đây với Bộ Công Thương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện tỉnh còn 520 ha đất công nghiệp sẵn sàng đầy đủ hạ tầng, nhưng hạ tầng về điện thì chưa đáp ứng. Đất có, hạ tầng có, nhưng thì điện chưa có. Trước lo lắng của doanh nghiệp, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết tập đoàn này cũng sẽ tăng huy động các nguồn điện giá cao và năng lượng tái tạo để năm nay không thiếu điện. Năm nay là năm nắng nóng cực hạn, hiện nền nhiệt toàn quốc duy trì ở mức cao dẫn đến nhu cầu sử dụng điện khách hàng tăng cao. Ngành điện đã triển khai hàng loạt các biện pháp trong thời gian vừa qua như lưu trữ nguồn nước trong các hồ thủy điện, các nhà máy lớn, đảm bảo duy trì năng lượng cho toàn quốc. Đối với nhà máy điện, đảm bảo duy trì nguồn điện và cung ứng đủ cho các nhà máy. Trong năm qua đã đi từng nhà máy để nắm tình hình của các nhà máy điện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đối với hệ thống truyền tải điện luôn kiểm tra thường xuyên từ Bắc ra Nam, đảm bảo cung ứng điện quốc gia trong thời gian tới. Quý vị quan tâm xin mời tìm đọc trên trang 1 và trang 3 của Báo Lao động quý vị nhé.